Xin chào các bác, trong video này em giới thiệu một cái thương hiệu của Mỹ KLH. Một ông đi đánh 4 con sò Toshiba rất to luôn các bạn, công suất 150W, hàng của Mỹ sử dụng nó sử dụng điện 120V. Dòng KLH R3100 này, 120V, công suất 150W. Vừa được lắp ráp tại thị trường của Trung Quốc, trở kháng đánh loa là 8 ohm. Dòng này vẫn gọi là dòng receiver với FM AM full đài tần số Việt Nam, các cổng kết nối điện thoại máy tính TV CD qua cổng analog này. Đây nó đánh 4 con sò Toshiba rất to luôn các bác nhé, tản nhiệt dạng kiểu tổ ong, 4 sò Toshiba rất lớn luôn, sò rất to các bạn, nguồn rất bự luôn. Âm đi dòng này thì các bác có thể ghép thêm vang hát karaoke thoải mái luôn các nhé. Nó chưa tốt như cặp là bass 27 trở lại. Dòng loa Nhật bass 30 kiểu màng giấy mà cái kiểu như này nó đánh cũng khá là căng luôn các bác nhé. Đây, FM full đài tần số Việt Nam đảm nhiệm, cùng với đó công tác tuyên truyền được lồng ghép về Vinland B, Vinland C hoặc là siêu âm ga điện thì đặc phát huy vai trò. Với cái dòng âm ly của Mỹ như thế này, ở thị trường thì có một những shop họ bán đến 3 triệu, hơn cả 3 triệu cơ. Thì trong video này em chỉ thanh lý cho các bác chỉ có 2 triệu đồng với âm đi kích thước chiều ngang 42, chiều cao 15 và sâu 38. Cam kết cho các bác là zin vãi 100%. Các bác nào bảo không zin em tặng máy luôn chứ không bán đâu ạ. Cam kết là máy zin và giá chỉ có 2 triệu đồng thôi các bác. Đấy. FM IAM Stereo Receiver R3100. Với cái model KLH này nhiều khi các bác cũng chẳng biết cái thương hiệu nó như thế nào. Thì đây là một cái thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Thì các bác cứ search lên Google ra KLH của cái dòng âm ly đấy các bác ra. Ở đây sẽ có một màn hình đấy. Ở đây là cái phần chọn sóng và ở đây là phần chọn tín hiệu FM AM CD Tape VCR TV. Ở đây sẽ có 3 lăng cân chỉnh loa, bass check đầy đủ luôn đấy. Công suất là 150W thì các bác có thể chơi tốt như cầm loa bass 25H327 và các bác ghép thêm vang hát karaoke thì vì dòng này đánh sò Toshiba đánh rất là khỏe luôn các bạn. Các bác xem trên điện thoại hay TV ấy, thì các bác nhìn cái số này nó, các bác nếu mà nhìn trên đấy thì hơi nhòe, nhưng mà thực ngoài do cái hiệu ứng của ánh sáng đèn ấy, nhưng mà bên ngoài em cam kết cho các bác là chữ này rất rõ nét các bác nhé, do cái điện thoại mới lại ánh sáng nó kiểu nó cứ nhìn cứ loé loé các bác nhìn đấy, nhưng mà ở bên ngoài nhìn rõ nét căng đét luôn các bác. Đấy. Giá 2 triệu và cũng bao ship luôn cho các bác cái âm ly của Mỹ này. Đấy. Đánh 4 sò Toshiba lớn, nguồn tản nhiệt các kiểu rất to các bạn.
Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22 555. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.